vì xử lý tám con tám tạ thì nó có bao nhiêu chân, nó có 40 chân. Chân số 1 là chân đất này. Đấy, các chân còn lại 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đấy, đến 0. Để chân nào mới đấy. Nó hoạt động ở mức điện áp là logic thì 0 ohm, logic 1 thì 5 ohm. Có hai chế độ làm việc, chế độ min và chế độ mát. Chế độ min thì cho các hệ thống đơn giản chỉ sử dụng vi xử lý thôi. Chế độ mát thì cho các hệ thống sử dụng nhiều vi xử lý khác nhau. Tối mưa mình sẽ xét sâu. Đây là sơ đồ chân nguồn của 808 tạo. Các lệnh như là in là TR, in K, test, NMI, reset thì dùng để ghép món nhắc. Các lệnh DMA là hot, HLDA, chế độ trọng độ vân vân. Các chế độ bớt để chỉ trạng thái thì A16 đến A10, A8 đến A15 vân vân. Các bộ điều khiển vào ra ALE, DE, RED, chân cung cấp nguồn và chân cung cấp xung. Ở chế độ min thì bớt sẽ dùng kênh dữ liệu địa chỉ và trạng thái từ chân A0 đến A7. A0, A7 đâu? Đây, AD0 đến AD7 ở chân này thì nó trong đó là AD0 à A0 đến A7 thì nó ở mức thấp, D0 đến D7 thì ở mức dữ liệu, A0 đến A7 thì ở mức thấp, D0 đến D7 thì ở mức dữ liệu. Chân ALE là chân chốt, ALE bằng 1 thì chốt nằm ở A0 và A7, ALE bằng 0 thì chốt nằm ở D0 và D7. A8 đến A15 thì có 8 bit địa chỉ tiếp theo. Tiếp theo ghép kênh, chúng ta quan sát thấy cái chân ALE này cùng nhau tìm hiểu về các bạn có liên hệ gì về hai cái hình này. Chúng ta cùng suy nghĩ vài về giây lát nhé. Đã có liên hệ gì về hai cái ghép kênh này chưa? Đấy. Hai kênh ghép này thì bao gồm là Eret Bird, tức là dữ liệu địa chỉ, nó đóng vai trò giống như chiếc xe ô tô, và Data Bird đóng vai trò như cái xe mô tô này. Thì hai kênh này được ghép với nhau nhờ vào một cái đường truyền là ALE. Chúng ta qua quan sát thấy này, cái data bus 0V 5V nó giống như là xe mô tô và xe đạp ghép với nhau với cùng một người lái hai xe này. Việc ghép kênh như vậy, nếu như vào ALE bằng 1 thì chốt địa chỉ là từ A0 đến A7, ALE bằng 0 thì D0 đến D7. ALE hoạt động như thế nào? Thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở cái bài học sau. Đây. Ở chế độ min thì A16, F3 đến A19, F6 có 4 chân địa chỉ, trạng thái dồn kênh. Nếu mà chân ALE là chân chốt, nếu mà ALE bằng 1 thì từ A16 đến A19. Nếu ALE bằng 0 thì chốt trạng thái là F3 đến F6. F6 bằng 0, F5 thì nó là giá trị của cơ ý áp. Nếu mà F3 đến F4 thì nó là xác định đoạn nhớ của truy cập. Đây, F4 bằng 0, F3 bằng 0 thì đoạn dữ liệu phụ. F4 bằng 0, F3 bằng 1 thì đoạn nha xếp. F4 bằng 0, F3 bằng 0, F4 bằng 1, F3
tàng không thể đoán như đều không có. Đây. Ở chế độ min thì các chân điều khiển nhớ bộ nhớ vào và ra. ADE thì quy tắc của từ Erratic Lat Ender thì nó là tín hiệu địa chỉ. Nếu mà ADE bằng 1 thì địa chỉ được đưa lên bớt. Bây giờ chúng ta tìm hiểu lần lượt các chân của cái con vi điều khiển này. Con vi điều khiển là 80 cái họ 8088 này. Thì bớt địa chỉ nó có 20 bit. Đấy. Gồm các đường địa chỉ từ A19 đến A0. Bớt dữ liệu thì từ D7 đến D0. Bớt điều khiển thì mỗi đường được ký hiệu là nó bớt đường điều khiển thì nó riêng lẻ và phục vụ cho việc truy cập bộ nhớ. Mỗi đường được ký hiệu bằng tên của điều khiển. Bớt hệ thống thì được kết nối thông qua các mạch đệm tốt. Tóm lại thì các bớt hệ thống của 8088 nó như thế nào? Có mấy loại? Có 4 loại. Loại nào thì nó phải thông qua các mạch đệm, thông qua tốt. Đó là loại bớt hệ thống, bớt hệ thống. Bớt nào từ D0 đến D7 là bớt dữ liệu, bớt địa chỉ từ giá trị nào đến giá trị nào, từ A0 đến A19. Rồi, tiếp tục. Chúng ta so sánh 8088 và 8086. Thực ra 8088 nó ra đời sau so với 8086. Tuy nhiên nó lại bộ nhớ cũng như nhiều cái tính năng thì nó lại không bằng so với 8086. Tuy nhiên giá cả thì nó lại rẻ hơn. Và người ta đánh giá nó là một bước lùi về kỹ thuật. Tuy nhiên nó là một bước tiến về kinh tế. Đấy. Data bớt, tức là bớt dữ liệu đấy. Bớt dữ liệu có trong 8088 là 16 bit. Bớt dữ liệu có trong 8088 là 8 bớt dữ liệu ngoài là 8 bit. Từ AD0 đến AD7, bớt dữ liệu ngoài của 8086 nó là 16 bit, từ AD0 đến A15 đấy. Rõ ràng dữ liệu là nó lớn hơn rất nhiều. 8086 lớn hơn rất nhiều. Tiếp theo là bớt địa chỉ, ban nãy là bớt dữ liệu đúng không? Khi mà chốt nó bằng 1, tức là ADE bằng 1 đấy, thì người ta sử dụng cái con 74LS373 để tách và chốt địa chỉ ra đầu vào, thì nó từ AD0 đến AD7 đối với 8088 và AD0 đến A15 đối với 8086. Đầu ra thì A0 đến A7 đối với 8088 và A0 đến A15 đối với 8086. Cái sơ đồ chân của 8088 được cái này. Đây. Chân số 1 là chân đất, chân 40 là chân chân mùa. Các chân rách đi, chân xung của lớp v.v. Chúng ta sẽ được tìm hiểu sau. Người ta so sánh 8088 và 8086 nó sẽ giống nhau một cách hoàn toàn. Đấy. Giống nhau. Như vậy tóm lại việc mà thiết kế con 8088 và 8086 như thế này nó khác nhau là về dữ liệu và nhiều tính năng, cũng là tìm hiểu ở phần sau. Tổng kết lại ở chế độ min và chế độ max của con 8088 như thế nào. Ở trên chế độ min, trên các tín hiệu điều khiển đều là các tín hiệu điều khiển giống nhau ở cả hai con 8088 và 8086. Ở chế độ max thì một số chân có thêm một chức năng mới, và khi đó người ta có thể dùng bộ đồng xử lý là 8087. Đây, chân của con 8088 này.
A0 A7 A8 lên A10 15 tín hiệu vào, tín hiệu đọc, tín hiệu viết, vân vân. Bây giờ cùng tìm hiểu kỹ hơn về các tín hiệu ở trên vô tháng 08. To lên nhỉ xem. Từ AD0 đến AD7 thì các trong địa chỉ trong dữ liệu A8, A15 thì nó là các trong địa chỉ. A16 đến A19 thì nó là các trong địa chỉ trạng thái. ALE này là nó là chốt địa chỉ. Các trong địa chỉ trên dữ liệu thì nó từ AD7 đến AD0. Kỹ thuật thì các tín hiệu trên này lúc là tín hiệu địa chỉ, lúc khác là đặt tín hiệu dữ liệu, phụ thuộc vào tín hiệu điều khiển ALE. Nếu ALE bằng 1 thì nó là AD7 đến AD0 bằng A7 đến A0. Nếu như mà ALE bằng 0 thì nó là AD7 đến AD0 nó sẽ bằng với D7 đến D0. Nó quay lại này. Quay lại cái con này nè. Đây. Quay lại chỗ min max nhé. Đâu rồi? Đây. Đây, ALE là chấm chốt. Nếu bằng 1 thì nó là địa chỉ, còn nếu bằng 0 nó là dữ liệu. Bằng 1 thì là địa chỉ, bằng 0 là dữ liệu. Nhớ kỹ điều đó. Rồi. Tiếp đến thì người ta mô tả chân của nó, chân BHE này, chân số 34 này, thì nó là viết tắt của từ bớt 2 N, nó là phân biệt bài thấp và bài cao của một từ. Đấy. Rồi tiếp theo là chân MI, chân 17 này, chân 17 nó là đầu vào ngắt, không được che. Đấy. Chân chân này, chân số 18, nó là chân nối với chip điều khiển ngắt 8259. Chân nhìn ta, chân chấp nhận, chân nhìn ta đâu, đây. Chân số 24 là chân chấp nhận. Người ta mô trần tả chân của nó, chân reset, chân số 21 này, nó kết thúc hoạt động hiện thời và hủy đó bỏ mọi thứ. Sau khi reset thì CS sẽ bằng là 4 cái trị FFF, HDS sẽ bằng 0000, HSS sẽ cũng tương tự như thế, các cờ bị xóa và hàng đời đầu. Chân ready nó chèn thêm hoạt động của một trạng thái đời. Chân test, chân số 23 thì nó sẽ đồng bộ 8086 và 8088. Chân MD này thì nó là minimum model dung 5V. Chân max model thì nó là chân đất, nghĩa là chân này thì nếu mà min thì nó là 5V mà max thì nó sẽ là đất. Chân
chân cà lóc, chân rai này, chân viết này, chân xoài chín này. Chân inta khi mà có một tín hiệu nó gửi vào cho CPU, nếu mà CPU chấp nhận nha thì nó sẽ kích hoạt cái chân 24 này được kích hoạt. Chân ALE, chân 25, chân này rất quan trọng. Chân này nó là tín hiệu của các chân, địa chỉ dữ liệu của các chân trạng thái lúc ALE bằng 1 thì nó là tín hiệu địa chỉ, ALE bằng 0 nó là tín hiệu dữ liệu. Mà tóm lại nó là tín hiệu của các chân, địa chỉ dữ liệu là phụ thuộc vào chân này. Chân 25 từ D từ chân 16 đến chân 9 nó là các chân địa chỉ, chân dữ liệu. Tín hiệu của các chân này là 8 bit. Bit thấp từ A0 đến A7 khi ALE bằng 1 và là 8 bit dữ liệu khi mà ALE bằng 0. Một điều rất quan trọng là cần phải có thêm một con 74LS373 này, một mẫu chung với một cái con 8088 này. Mục đích là nó phải, mục đích là để làm gì này, mình xem nào, nghe quay lại nhá. Mục đích là hỗ trợ cho cái con 8088 này, nó ghép kênh. Đấy, chúng ta ôm lại này, chân huyết là tín hiệu tập bộ nhớ hay cộng vào, vai là tín hiệu điều khiển ghi dữ liệu ra bộ nhớ hay cộng vào tích cực ở mức 0, data enable thì nó bằng 0 thì bớt dữ liệu, thì trên bớt có dữ liệu, ready thì tín hiệu vào báo cho bộ nhớ hay cộng ra sẵn sàng làm việc vi xử lý. Chân in red quy thì nó yêu cầu mắt, chân inta thì nó cho phép mắt. Chân NMI là chân nào, ta quay lại nào, chân NMI là chân nào, NMI là chân 17. Chân 17 này nó là tín hiệu vào mắt không che được, có báo có sự cố hệ thống. Chân inta, ta quay lại nhá, chân inta nó làm nhanh quá chả nhớ được gì. Chân inta nó là chân số, đâu mất rồi, chân inta nó là chân số 24. Đấy. Đấy. Chân IOM input output memory tín hiệu điều khiển truy nhập bộ nhớ hay cổng vào ra, nếu bằng 0 thì truy cập nhập vào bộ nhớ, nếu bằng 1 thì nó nhập cổng vào ra. Mà cái chân này trên hình nó thể hiện ở chỗ này, đây nó thể hiện trên chỗ này, video đây chân số 28. Vậy là ta đã tìm hiểu được đầy đủ các chân của nó. Các mạch phụ trợ là 8088, thì mạch tạo xung cho 8088, người ta tạo xung cho nó nhờ vào các mạch, nhờ vào cái khối tạo xung nhịp 8284. Nó có thể hoạt động hai tần số là 5 MHz và 8 MHz. 8284 thì được thiết kế chuyên dụng và nó dùng để tạo xung nhịp cho 8088. Đây, nó tạo xung nhịp cho 8088. Có reset đưa tín hiệu reset cho tới vi xử lý 8088. 8284 thì nó có tổng cộng là 18 chân. Chân nguồn là chân số 18. Chân đất là chân số 9. Chân reset là chân số 10. Tiếp theo là cái mạch 74S373 như ban nãy mình đã nói, thì 74S373 nó dùng để chốt địa chỉ và trạng thái. Chân OC là viết tắt của từ
à mức còn ron mức tích cực thấp và điều khiển cho phép có dư liệu ra vào ra nhầm có dư liệu ra mức tích cực là mức được thấp nhất trên V trên số 11 ấy, trên OC trên OC nó là trên số còn ron thì nó là trên một và trên 11 trên V nó V bằng không thì đầu ra là dữ liệu lúc đó nó V bằng một thì đầu ra bằng là quả nó có cái bảng sau đây vào ở mức mức thấp nếu mà trên một ở mức thấp trên 11 ở mức cao thì đầu đầu là output nó sẽ là ở mức cao nếu mà trên trên một ở mức thấp trên ra ở trên trên 11 ở mức cao mà D nó lại là các D này tất cả các D này D0 đến D7 này nó lại ở mức mức ở mức thấp thì nó là mức thấp như vậy nó phụ thuộc vào các D này. Mà tiếp theo phụ trợ cho 8088 là mạch khuếch đại mạch đệm một chiều thì 4HC244 nó có thể đệm từng niver tức là 4 bit cho đệm một hoặc là đệm một vai điều khiển bởi hai chân chân một IOE nó là chân nào đâu các bạn nhìn thấy này một IOE là chân số 1 và hai IOE output enable đấy. Đấy nó được thể hiện qua điện từ số đấy. Người ta thể hiện qua cái này các bạn học điện từ số các bạn biết rồi nó thể hiện như thế nào này. Ngoài ra còn có mạch phụ trợ khác đó là mạch khuếch đại để mai 74HC 27245 nó gồm 20 chân chân nguồn là chân 20 chân đất là chân số 10 nó được thể hiện qua cái cổng logic này nó đệm từng vai mà theo cả hai chiều điều khiển dữ liệu qua chân OE chân OE là chân chân 19 và điều khiển truyền qua chân DIR chu kỳ bus sẽ được của 8088 sẽ được tìm hiểu ở phần sau và bài học đến đây là tạm ổn và kết thúc.